Nóng, cặp đôi vàng Hàn Quốc Song Joong-ki và Song Hanyo chính thức ly hôn gây chấn động. Sáng ngày 27 tháng 6, đại diện pháp lý của nam diễn viên Song Joong-ki đã đưa ra tuyên bố chính thức với báo chí: vào ngày 26 tháng 6, chúng tôi đã đệ đơn yêu cầu ly hôn thay cho Song Joong-ki tại tòa án Seoul. Ngoài ra, Song Joong-ki đã chuyển lời qua người đại diện hợp pháp của mình: đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới những người yêu thương và trân trọng tôi vì những thông tin công khai như vậy. Tôi đã quyết định tiến tới ly hôn với Song Hye-yo. Thay vì kéo dài quá trình bằng cách xem xét lỗi lầm của nhau và chia trách lẫn nhau, tôi hy vọng sẽ hoàn thành việc ly hôn một cách hòa bình. Tôi xin các bạn hiểu rằng thực tế rất khó để tiết lộ chi tiết cụ thể về cuộc sống cá nhân của chúng tôi, và tôi hứa sẽ khắc phục những tổn hại này và làm hết sức mình với tư cách là một diễn viên kể từ bây giờ. Song song kết hôn vào tháng 10 năm 2017, tin đồn cả hai gặp trục trặc trong hôn nhân dấy lên từ cuối năm ngoái. Tuy vậy, Song Joong-ki và Song Hye-yo đều im lặng trước những ồn ào. Nhưng đến ngày hôm nay, thông tin cặp đôi vàng K-pop ly hôn đã chính thức trở thành sự thật, khiến cho làng giải trí châu Á chấn động. Rất nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối cho chuyện tình song song. Song Hye-yo và Song Joong-ki, câu chuyện tình khiến cho bao trái tim thổn thức. Mới đây, tin đồn cặp đôi đẹp nhất xứ Hàn, Song Hye-yo và Song Joong-ki đường ai nấy đi, khiến cho nhiều người hoang mang. Nếu câu chuyện trên là sự thật, có lẽ sẽ là một tiếc nuối lớn đọng lại trong lòng người hâm mộ. Song Hye-yo và Song Joong-ki không phải là cái tên xa lạ với ngành công nghiệp giải trí châu Á. Nếu như nàng là ngôi sao nổi tiếng bậc nhất của sự xa hoa, thì chàng là ước mơ của hàng triệu cô nàng. Với khán giả, Song Joong-ki, Song Hye-yo có thể là một trong những cặp đôi quyền lực nhất showbiz. Nhưng trong tình yêu, họ đơn giản chỉ là hai con người khao khát yêu thương và trân trọng những gì tình yêu mang đến. Cuối năm 2015, cặp đôi thực sự đã nảy sinh tình cảm trước khi Hậu Duệ Mặt Trời phát sóng. Trang Austin cho biết, thực ra hai người họ bắt đầu nảy sinh tình cảm vào tháng 2 trước khi Hậu Duệ Mặt Trời cải chiếu. Cả bộ phim được quay trước khi trình chiếu, chính vì vậy cặp đôi đã bắt đầu tham gia quay phim vào nửa cuối năm 2015. Từ thời điểm đó, họ đã có những biểu hiện tình cảm với đối phương. Tháng 3 2016, tin đồn cả hai hẹn hò bắt đầu lan ra khắp các mặt báo. Từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 4 năm 2017, Song Joong-ki, Song Hye-yo nhiều lần bị bắt gặp tình cờ gặp gỡ trên đất Mỹ và có nhiều cử chỉ thân mật hơn mức bạn bè thông thường. Khi được hỏi đến, cả hai liên tục phủ nhận và nói rằng họ chỉ vô tình gặp nhau mà thôi. Ngày 11 tháng 4 năm 2016, tờ báo của Hàn Quốc đã đưa tin về việc Song Joong-ki, Song Hye-yo cùng nhau ăn tối tại một nhà hàng thuộc khách sạn hạng sang. Ngày 3 tháng 6 năm 2016, tại lễ trao giải Busan, cặp đôi này đã khiến cho công chúng ghen tị vì họ liên tục có nhiều khoảnh khắc tình tứ. Song Joong-ki nắm chặt tay Song Hye-yo, họ không rời nhau nửa bước, cả hai thậm chí còn thể hiện những cử chỉ cùng ánh mắt tình cảm như thế: chúng tôi thuộc về nhau, phía hàng ghế khách mời. Ngày 27 tháng 10 năm 2016, tại cuộc họp báo, Song Joong-ki, Song Hye-yo lại tiếp tục gây sự chú ý, gây diện tong sệt tong. Tháng 12 năm 2016, tại lễ trao giải Drama Award, song song được xướng tên trong giải thưởng cặp đôi xuất sắc nhất trên màn ảnh Hàn. Từ cái nắm tay thật chặt đến cái ôm hạnh phúc khi được xướng tên nhận giải, song song không ngần ngại thể hiện tình cảm giữa bạn dân thiên hạ. Bằng chứng hẹn hò rõ nhất của cặp đôi là vào tháng 6 năm 2017, cả hai bị bắt gặp khi trở về Hàn từ Bali. Chương trình MBC đã kịp thời tung ra loạt bằng chứng, chứng tỏ cả hai thực chất đã ở cùng nhau trong gần 7 ngày tại một villa cao cấp ở Indonesia. Ngay lập tức, phía công ty quản lý của cả hai đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này và có thái độ phản đối việc MBC can thiệp quá nhiều vào đời tư của Song Joong-ki và Song Hye-yo. Trước những lời tuyên bố hùng hồn, những tưởng tin đồn kia đã phần nào dịu xuống. Nhưng bất ngờ thay, sáng ngày 5 tháng 7, chính công ty quản lý của Song Joong-ki đã công khai về một đám cưới đã lên lịch sẵn của cặp đôi và mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người. Theo trang tin đại diện nhà sản xuất Kang Ji-jun và đạo diễn Ju Sen-wan của bộ phim điện ảnh mà Song Joong-ki đang quảng bá tiết lộ, một tuần trước Song Joong-ki đã nhắn rằng có việc cần nói. Lúc đó đương nhiên nghĩ rằng cậu ấy muốn bàn về tác phẩm tiếp theo, không nghĩ cậu ấy lại báo tin lấy vợ, nên vừa nghe cứ nghĩ đang là đùa. Đại diện Kang cũng kể rằng Joon Wan vô cùng bất ngờ khi nghe tin Song Joong-ki không những là một người có nhân phẩm mà còn là một diễn viên xuất sắc, tin rằng hai người họ sẽ là một bộ đôi tuyệt vời và chúc mừng tin vui của cả hai. Về phía mình, Song Joong-ki đã đích thân công khai về chuyện tình cảm của bản thân. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình đối với cuộc sống của anh và hứa sẽ trở thành một người đàn ông có thể chăm lo tốt cho người vợ Song Hye-yo mà mình yêu thương. Đại ý vô tâm sự, khi nhìn thấy anh trai có con, tôi nhận ra rằng diễn xuất chỉ là một phần trong cuộc sống. Hạnh phúc khi được làm người cha mới là tất cả. Tôi mong ước được trở thành một người cha, một người chồng tốt,
Đó là điều khiến cho tôi cảm thấy tuyệt vời nhất trong cuộc sống này. Tôi có thể là một diễn viên thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả, nhưng trong tình yêu, tôi không có gì khác biệt so với bất kỳ cặp vợ chồng nào khác. Tình cảm đó đơn giản bình dị, nhưng lại thực sự đặc biệt với chúng tôi. Ngày 31 tháng 10, chuyện tình song song bước sang một trang mới. Tại Silla khách sạn hạng sang ở Hàn Quốc, đám cưới thế kỷ của họ đã diễn ra ấm cúng bên cạnh bạn bè và người thân. Họ hâm nóng tình cảm bằng những buổi hẹn hò ngọt ngào như thời mới yêu, bất kỳ ở nơi nào họ cũng tranh thủ tìm đến người còn lại để cùng nhau du lịch và tận hưởng. Hình ảnh hai ngôi sao hạng sang, Song Yong Ki và Song Hye Jo ăn mặc giản dị, tay trong tay cùng nhau cười hết cỡ, quên hết sự đời, thật khiến cho fan khắp châu Á ngưỡng mộ. Cũng như bao cặp đôi khác, vào những ngày đặc biệt Valentine kỷ niệm 100 ngày cưới, ngày các cặp đôi kết hôn tại Hàn Quốc, Song Yong Ki không quên dành tặng bà xã một bó hoa lớn đắt đỏ. Ngày 12 tháng 2 năm 2019, Trang Sina và loạt fanpage của xứ Trung đưa tin Song Hye Jo xóa loạt ảnh Instagram và thậm chí còn thể hình đại diện. Không lâu sau đó, tin đồn cô cùng chồng Song Yong Ki ly dị trỗi lên ầm ĩ trên mạng xã hội. Chỉ một tháng trước, trong buổi họp báo cho bộ phim mới, nhưng sự ký Song Yong Ki đã bình luận về mối quan hệ của anh với Song Hye Jo và nói cuộc sống kể từ khi kết hôn không có gì thay đổi nhiều, nhưng tôi cảm thấy như mình đã trở nên ổn định hơn về mặt cảm xúc. Tôi cảm thấy như tất cả những người đã kết hôn sẽ hiểu cảm giác này. Vì lẽ đó, công chúng đang rất hoang mang trước hành động này của nam diễn viên khi anh đệ đơn xin ly hôn Song Hye Jo. Mọi rắc rối đã âm thầm diễn ra, nhưng tin đồn hay chỉ mới phát sinh trong một tháng vừa qua. Trước ly hôn, Song Yong Ki và Song Hye Jo đã dọn ra khỏi nhà cách đây vài tháng. Nhiều người hàng xóm cho biết Song Yong Ki và Song Hye Jo đã dọn ra ngoài nhà cách đây vài tháng trước khi thông tin ly hôn công bố vào sáng ngày 27 tháng 6 năm 2019. Các báo cáo tin tức cho rằng Song Hye Jo và Song Yong Ki đã rời khỏi ngôi nhà hạnh phúc của họ vài tháng trước đó. Cặp đôi song song đã mua một căn nhà sang trọng ở Itaewon chỉ vài tháng trước khi họ chính thức kết hôn. Tuy nhiên, một người hàng xóm cho rằng cặp đôi đã chuyển đi từ nhiều tháng trước. Chúng tôi để thùng rác trên đường trong khu phố này cho công nhân vệ sinh thu gom, nhưng tôi không thấy thùng rác từ nhà của Song Yong Ki và Song Hye Jo trong một thời gian dài. Có lẽ thực sự mối quan hệ của Song Yong Ki và Song Hye Jo đã trục trặc trong nhiều tháng qua. Trước đó đã có tin đồn nam diễn viên hậu duệ mặt trời đã ngoại tình với bạn thân của Song Hye Jo, khiến cho cô tức giận. Việc nhẫn cưới thường xuyên không xuất hiện trên tay của cả hai người càng khiến công chúng nghi ngờ về mối quan hệ vợ chồng không còn cơm lành canh ngọt.